một trong những tập phim bùng nổ nhất được mong chờ mãi kể từ ngày ra mắt của The Boys đã chính thức lên sóng. Nhưng trước đó, ta cần phải điểm tên hai nhân vật xấu số tiếp theo đã bị loạt phim cuốn văng ra khỏi dòng chảy của thế giới điện ảnh. Đó là Học viện Ozu mùa thứ 3 cũng như dự án làm lại Money Heist phiên bản Hàn Quốc. Một tiếng thời lượng khuôn mẫu cùng chất bệnh hoạn kỳ quặc quen thuộc, hãy cùng Listen See phân tích xem có những gì thú vị đã diễn ra trong Herogasm tuần này nhé. Huey và Billy Butcher sau khi ổn định cuộc sống hôn nhân mới với Soldier Boy đã chính thức vẽ ra hợp đồng cho đôi bên. Cụ thể, hai chàng trai sẽ giúp biểu tượng nước Mỹ một thời ăn vã đội Payback cũ, đổi lại ở một giao kèo không hề tương xứng là kết liễu Homelander. Hai bên gật đầu trên bàn đàm phán và Butcher cùng với Huey tiếp tục bổ sung thêm vi để hướng đến vị trí của The TNT Twins. Trước sự trở lại của Soldier Boy, Homelander vô cùng lo sợ vì nếu chẳng may đoạn video từ Chim Country của Crimson Cultist mà bị lộ ra ngoài thì tiền đồ của Vought cũng chỉ có đi tong. Một bản kế hoạch bịt miệng Soldier Boy được vạch ra chóng vánh, nhưng ngay khi nghe tin đội trưởng cũ trở lại, Black Noir đã đánh hơi được điều gì đó không ổn, gạt một bên tính anh em và đi trốn ngay lập tức. The Deep trong một tập phim thông minh đột xuất cũng nhận ra ý niệm xóa sổ tàn dư của Payback, báo cáo cho Homelander và cả hai vô tình chu du đến địa bàn của The TNT Twins nơi đang tổ chức sự kiện thác loạn Herogasm thường niên. Ngoài hai nhóm kể trên, MM cùng với Starlight cũng chia sẻ chung đích đến, nhưng đặc biệt, trên đường đi của họ, ta khám phá được rằng việc Huey biết về thân phận của Victoria Newman đã bị bại lộ, đồng thời là cách mà Soulja Boy sát hại gia đình của Marvin để dẫn tới căn bệnh trầm cảm hay OCD của nhân vật sẽ dẳng tới thời điểm hiện tại. Chuyển cảnh một chút, tập phim tuần này còn giải quyết nhánh chuyện giữa Kimiko và Frenchie khi cô nàng bị bắt cóc bởi tiểu Nina, tạo đủ điều kiện để bà chủ người Nga chơi trò chọn một trong hai kinh điển ở giới mafia. Frenchie sẽ không khốn nạn đến mức hy sinh Cherry hay ngược lại, và bất ngờ là khi đang cận kề giây phút sinh tử, bản năng của Kimiko phần nào phục hồi, giúp cô bơn đủ adrenaline để lật kèo, tàn sát tay chân thân tín của tiểu Nina, qua đó cứu sống cả ba mạng người. Trở lại với bữa tiệc chính, Marvin cùng với Annie là đội đầu tiên đặt chân đến nhà của The TNT Twins và cả hai được chào đón bởi những khung hình thác loạn đến hoang dại mà có lẽ chưa từng được làm sống động đến như vậy trên màn ảnh. Starlight khi thăm dò khu vực đã cố gắng cảnh báo cho mọi người về hiểm nguy sắp đến, nhưng mọi chuyện đã là quá muộn khi Soulja Boy ghé chơi cho nổ tung một phần khuôn viên căn nhà cũng như là cặp đôi đồng đội cũ. Ngay lúc này, Homelander cũng đã hạ cánh ở trận địa và tất cả chính thức chạm mặt. Chỉ có Huey đã dịch chuyển Starlight sang một địa điểm khác nhằm đảm bảo sự an toàn cho bạn gái, mà có thể sẽ là cũ sau tập phim này. Để làm nóng, Soldier Boy bị Homelander hành hạ như một món đồ chơi trước khi bắt chờ gia nhập trận chiến cùng với siêu năng lực mới, khiến cho thủ lĩnh The Seven phải ngớ người. Bằng cách nào đó, 2-1 vẫn là không đủ đô với Homelander, và chỉ lúc mà Huey góp vui, cả mới bị hội đồng một cách thê thảm. Nhờ có sức mạnh của tình bạn, họ đè nạn nhân xuống, tính kết thúc của foursome này bằng năng lượng nguyên tử của Soldier Boy, thì lần nữa, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Homelander vùng vẫy cực mạnh để bay thẳng lên trời và bỏ trốn. Ngoài luồng trận chiến, Adrian mài mặt đường bằng Blue Hawk để trả thù cho tai nạn của anh trai, đổi lại bằng một cơn hấp hối chưa rõ sống chết khi đã sử dụng siêu tốc độ. Và tập phim cũng khép lại từ đây với việc cục cưng của toàn bộ nước Mỹ, Starlight lên livestream bóc phốt bí mật bẩn thỉu của Vault, giới siêu anh hùng cũng như là Soldier Boy cùng background phía sau không thể chân thực hơn là kiến trúc đổ nát đi kèm với xác người la liệt bên ngoài biệt thự của The TNT Twins. Herogasm là tập phim được mong đợi nhất ngay từ ngày đầu một loạt phim công chiếu, và không làm phí hoài công sức chờ đợi của khán giả. Sự kiện điên rồ của tuần này là nằm ngoài những gì có thể tưởng tượng, được minh chứng bằng số điểm 9.8 với nhiệt tuyệt đối trên IMDb. Từ góc nhìn của giới phê bình dành cho Herogasm, sẽ được nhận định rằng The Boy đã lợi dụng sự cởi mở của thị hiếu nhằm lạm dụng chủ nghĩa tình dục bệnh hoạn nặng nề. Tuy nhiên, trên thực tế, nếu loại bỏ chất liệu móng may phồn thực, The Boy vẫn xây dựng được một cơ chế dẫn chuyện, phát triển kịch bản ấn tượng cơ mà. Để giải thích rõ hơn về điều này, lấy ví dụ như The Seven, tổ chức vốn là một hiệp hội siêu anh hùng, nhưng sự thật thì bạn có thể thay thế bất cứ thành viên nào ở đây vì mọi kịch tính của bộ phim chỉ được quyết định xung quanh Homelander. Gã là trọng tâm mang tính hạt nhân, nên chính vì mô típ như vậy, kịch bản số sẽ đến lúc nhàm chán với việc The Seven chỉ thay đổi nhân sự qua mỗi mùa phim và mọi câu chuyện ở phần tiếp theo lại tiếp tục tập trung vào thủ lĩnh của nó. Green Arrow, The Flash hay đa số các series lâu đời của đài CW đều mắc phải vấn đề này. Những kẻ thù mới, hiểm họa vĩ đại hơn, dẫu vậy thì về bản chất vẫn chỉ loanh quanh là câu chuyện về một đội siêu anh hùng chạy quanh thủ lĩnh của họ. Chương trình đã né tránh vết xe đổ kể trên ngay từ đầu khi xây dựng các vòng cung nhân vật thực sự rõ ràng như mình đã nói ở nhiều tập trước. The Boys muốn khán giả phải tiêu hóa theo quy trình từ việc họ là ai, họ đã làm gì, cho lý do tại sao họ lại hành xử như vậy. Người xem được cung cấp phương tiện để có thể tự thấu hiểu, đồng cảm với hành trình của từng nhân vật, chứ không đơn thuần là lắng nghe lời giải thích của một nhân vật cốt lõi của phim. Homelander là cái rốn của vũ trụ, nhưng The Boys không bao giờ chỉ là bức tranh nhạt nhòa về việc chiến đấu với các siêu anh hùng biến chất. Bên cạnh đó, nếu phê phán khía cạnh bệnh hoạn của phim thì cũng nên nhìn nhận rằng nó chỉ đơn giản là sát với thực tế đến mức khiến người ta phải thích thú, chứ đội ngũ sáng tạo cũng chẳng tinh chỉnh gì quá cầu kỳ. Thậm chí, nói thẳng thắn là họ cũng chỉ trình bày những cách hành xử thực sự ngớ ngẩn mà thôi. Siêu năng lực phục vụ việc cứu thế giới, trình chiếu hàng năm qua thì cũng đến nhàm chán. Ai may mắn mà sở hữu siêu năng lực, nói thật là đúng mất chẳng quá đến nửa ngày để suy nghĩ đến việc bệnh bạ,
Vậy tại sao không thoải mái sử dụng nó một cách biến thái hơn trên phim ảnh? Chumin cùng khả năng thu nhỏ ở tập đầu tiên là một nút thăng trào phúng, và Herogasm chứng minh rõ ràng rằng ứng dụng sức mạnh nhằm thỏa mãn phong vị tình dục luôn là thứ kích thích sự tò mò mà dòng phim đã ngại ngùng lảng đi suốt nhiều thập kỷ. Mình công nhận The Boy rất đối trụy, tuy nhiên cái hay là chất liệu này đem lại cảm giác rất tự nhiên và vui tươi, kể cả khi nó được cất lên bởi một nhân vật ngọt ngào như Annie. He just gobbles that vagina right up. Nom 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 nom. Nằm ngoài rìa cuộc tấn công chính là sự cố của Frenchie với tiểu Nina. Khi mà anh chàng mộng mơ đã khỏa thân sẵn rồi thì lại chẳng được nằm ở đúng bối cảnh. Điều đáng lưu tâm ở phân cảnh cuối phim đương nhiên là cách mà Kimiko nghiệt ngã nhận ra bản chất quái vật bên trong. Và mình thực sự rất bất ngờ trước mức độ tinh tế đã được ekip lồng ghép thông qua câu chuyện này. Dễ thấy, Frenchie là chủ thể xuất hiện trong hầu hết mạch phát triển của Kimiko. Dẫu vậy, sự tương phản trong cách phát triển nhân vật của nàng thơ lại được móc nối cùng tư duy của Huey cùng Starlight. Và đáng kinh ngạc hơn là đó được làm trọn vẹn chỉ trong một tập phim. Lần lại về quá khứ, Starlight xuất hiện như một ngôi sao triển vọng và nhẫn nhục sống len lỏi với luật ngầm bên trong The Seven để có thể được hưởng thứ vinh quang nổi tiếng. Một đại diện thầm kín cho cách vận hành đen tối của showbiz, Annie cùng với trái tim lương thiện đã âm thầm hy sinh để đóng góp cho đại cuộc lật đổ. Và sau khi đã phá vỡ tù hồ đủ đầy để trở thành cục cưng của nước Mỹ, tất cả dồn nén đã dẫn lối Starlight đến quyết định phản pháo Victoria Newman, khẳng định với quyết tâm không chơi theo cách xấu xí, từ chối bẩn thỉu để giành chiến thắng. Người tích cực thì cũng phải có cá nhân hứng chịu mặt trái của nó. Kimiko không may mắn như thế, đau đớn nhận ra rằng mặc dù không còn sức mạnh, cô vẫn bị bao trùm bởi một cơn thịnh nộ dữ dội, buộc bản thân phải bẩn thỉu, phải khát máu. Đúng như Frenchie an ủi, điểm mấu chốt của câu chuyện ở đây là cho dù có cố gắng bao nhiêu, họ cũng đành bất lực để thoát ra khỏi ám ảnh quá khứ của mình. Kimiko cho rằng nguyên nhân không phải là con bao vi, đây vẫn luôn là bản chất của cô để có thể sinh tồn, và nó hoàn toàn ăn ý với từng lời chân thật mà Annie sẽ bày với Huey. I thought the drugs had fucked you up, Huey, but this is you. Thứ huyết thanh kia không hề khuếch đại tính sở hữu thái quá của Huey, tất cả vẫn luôn ở đó từ lâu, một sự nam tính độc hại và báo hiệu một thử thách cao bao nhất để chàng trai hoàn thiện vòng cung cứu chuộc của mình trước khi nghĩ tới việc giải phóng thế giới điên loạn này. Về cơ bản, tóm gọn cho vòng tròn tương tác này, Annie chịu đủ thứ tủi nhục, chấp nhận với bẩn phần nào lương tâm để có thể dần thoát ra khỏi nó. Kimiko thì lâu nay khiếp đảm, đổ lỗi cho siêu năng lực như nguyên nhân khiến mình trở thành quái vật. Nhưng không, cô dần lo sợ bản thân mình luôn là như vậy. Mọi thứ đã hiện hữu ngay từ đầu và được cắt nghĩa rõ ràng hơn với sự nam tính tồn tại sâu thẳm bên trong Huey. Mối quan hệ tương phản cuối cùng được trình bày trong Herogasm đến từ Soldier Boy và Marvin, không nằm ở hận thù mà xuất phát từ rắc rối tâm lý mà cả hai luôn gặp phải. Soldier Boy sẽ hiểu bị ám ảnh bởi tổn thương trong thời gian làm vật thí nghiệm ở Liên Xô, và để quên đi nó, cả đã tìm đến thuốc phiện phê pha, ung dung thưởng thức các đoạn phim từ thời kỳ huy hoàng của bản thân. Chi tiết Soldier Boy mất ký ức là ẩn dụ cho việc không dám đối mặt với nỗi đau, để rồi hệ quả luôn là sự hủy diệt mỗi khi mất kiểm soát. Marvin thì có điều trị, có thuốc để uống, nhưng về cơ bản vẫn là một cậu bé mất gia đình né tránh tổn thương. Và sâu xa hơn căn bệnh OCD của tuần này, biên kịch đã trình bày tương đối nhiều lần cách mà nỗi đau quá khứ vẫn có thể kích hoạt sự mất kiểm soát bên trong em, gây ra vết sẹo tâm hồn cho không ai khác ngoài Chani, cô con gái bé bỏng. Thay vì tổng kết như mọi lần thì để khép lại phần review, mình sẽ nói về một chi tiết mà cá nhân mình thực sự rất ấn tượng trong Herogasm mà có lẽ chưa từng được thưởng thức cách thiết lập nào hoàn chỉnh đến như vậy trong dòng phim đậm đà CGI này. Chuyện là khi mà Huey nổi máu nam nhi để bộ vai Adrian phân trần về cái chết của Robin, vì Huey không biết chuyện gì mới xảy ra với người hùng tốc độ nhưng hoàn toàn bị sốc trước thái độ ăn năn hối lỗi mà bản thân đang chứng kiến. Cái tỉ mỉ ở đây là Adrian không chỉ nói một câu xin lỗi đơn thuần mà có để vào đó sự chân thành trong tông giọng, cùng lúc tháo chiếc kính như một hành động gỡ bỏ hình hài siêu anh hùng. Ngay lúc này đây hiện lên là một con người đang cầu xin lòng vị tha từ một con người khác. Nếu Huey mủi lòng, mọi thứ sẽ khá là nhàm chán và mọi hành động canh cú đã được gửi đến như một cách để chứng minh sự nam tính. Đây chỉ là một điều gì đó vu vơ để xả cơn tức. Tuy nhiên, sự tình này lại đóng vai trò là ngòi nổ để Adrian dẫn đến quyết định tra tấn Blue Hawk vào cuối phim. Gã đã quỵ lụy xin tha thứ, chỉ để đổi lại chẳng điều gì ngoài một cú đấm điếng người. Với một Huey yếu đuối, sự vị tha còn trở thành một điều gì đó xa xỉ. Vậy tại sao Adrian phải né cục tức, chấp nhận sự hối quải xoay xòa của Blue Hawk? Gia đình của gã đã bị làm hại, chẳng hơi đâu quan tâm đến lương tâm đạo đức hay lời gì vả của Ashley. Adrian là một kẻ ích kỷ bị tổn thương và nợ máu, phải trả bằng máu thì rất chi là thỏa mãn. Hay là vậy, nhưng nếu khép lại arc redemption của Adrian ở đây thì sẽ là một sự phung phí đáng trách. Vì về cơ bản, nhân vật đang trải qua hành trình tương tự The Deep, trong khi tên hấp diêm mang Tuesday về cho vợ nấu cơm, thậm chí còn chẳng đủ điều kiện để hoàn thành câu chuyện. Chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng vẫn được trau chuốt mượt mà, phát triển hành động nhân quả qua lại rõ ràng. The Boy xuất chúng không chỉ vì R-rated hay bài toán thị hiếu, ở đó vẫn luôn là một nền tảng vững chắc, được vun đắp bởi tư duy làm phim đỉnh cao. Có thể dễ dàng đánh giá rằng, phân cảnh kịch tính nhất trong tập 6 hay là cả một phim nói chung là khi mà Homelander phải vật lộn trước màn quay bắt của bộ ba nguyên tử mới. Tất nhiên, dù là một đứa trẻ con với zero kinh nghiệm đánh đấm, chứ chưa nói đến chiến đấu tay đôi, nhưng sức mạnh của Homelander vẫn tỏ ra quá sức vượt trội so với phần còn lại. Tồn tại rất nhiều lý do để trận đánh này chưa thể nói trước được kết quả, chẳng hạn như Soldier Boy vừa sử dụng năng lực,
hay Butcher mới dừng lại ở mức độ xài thêm vi. Dẫu vậy, không thể phủ nhận sự chênh lệch và phá hội đồng này, ông cũng chỉ để giãn gân cốt mà thôi. Gợn mắt ở trường đoạn này cũng là sự yếu đuối về mặt phá hoại, khi rõ ràng những thần thánh trong khung hình sẽ gây ra sát thương diện rộng khủng khiếp hơn rất nhiều ở một logic thực tế. Điểm trừ này qua đó thì thêm lần nữa cho thấy hạn chế về mặt biên đạo hay CGI trên màn ảnh nhỏ mà The Boys cố mãi vẫn chưa thể khắc phục được kể từ trận đánh với Stormfront. Vài loại thuốc thử nghiệm đã tạo ra một Billy ngang cơ Homelander, lại còn chứng minh cho thủ lĩnh The Seven rằng điều hành một công ty truyền thông không chỉ nhờ cậy vào sức mạnh. Stan Edgar mới thực sự là cá nhân quá đỗi nguy hiểm, và chẳng sớm thì muộn, Homelander sẽ lại phải đi cấu cạnh người cha đại diện của mình, tạo nên một phức cảm Oedip tiếp theo, vì cảm giác giới tính của dân chơi Hit Vision, nó cứ bị linh hoạt. Khác với suy đoán của nhiều khán giả, tập phim tuần này mở ra một cách khá khó hiểu với đoạn video chứng kiến The Deep làm quản ca cho giai điệu Imagine của John Lennon, kéo theo sau là các thành viên của The Seven như A-Train hay Black Noir cùng một loạt các khách mời nổi tiếng ngoài đời thực góp giọng. Đoạn video uể oải này đến như một nỗ lực truyền cảm hứng cho dân thường đang bị tiêu cực hóa sau cuộc tấn công của Soulja Boy và đồng thời nhai lại trực tiếp xu hướng sing along mà Gal Gadot đăng tải trong thời kỳ đại dịch. Trong khi đoạn clip của vệ nữ Wonder Woman vấp phải nhiều phản ứng dữ dội với mức độ thật chân, thì không rõ liệu phiên bản của The Deep sẽ chứng kiến phản ứng từ công chúng trong vũ trụ điện ảnh ra sao. Thể theo nguyên tắc, Heroism là một phần ngoại truyện riêng biệt theo chân dòng sự kiện nơi các nhóm siêu anh hùng của Vault như The Seven, Payback bận rộn hợp sức để chống lại cuộc xâm lăng từ ngoài hành tinh đang đổ bộ vào trái đất. Sự thật đằng sau pha truyền thông bẩn này thì đơn giản là họ đã tập trung trên một hòn đảo và tham gia hàng loạt cuộc chơi trụy lạc khác nhau. Vai trò của nhóm The Boys cũng chỉ là thâm nhập lên khu vực nhiệt đới này nhằm tìm hiểu cuộc gặp gỡ giữa tập đoàn Vault và phó tổng thống Victoria Newman. Đối chiếu với màn ảnh rộng, Heroism hoang dại cũng chẳng kém, nhưng thay đổi bớt nguồn gốc và biến nó thành hoạt động thường niên theo hướng vui tươi, kém phong bạt hơn. Theo như Soulja Boy tiết lộ, sự kiện Heroism được gã thành lập từ năm 1952 của một cô nàng khác, Liberty, hay như chúng ta đều biết là thân phận ban đầu của Stormfront. Billy và Huey đều biết rõ sự tình và đã chọn cách không một miệng về Liberty, cũng có thể là vì sợ gã lại mất kiểm soát trước sự thật phát xít, hoặc thú vị hơn, làm tiền đề cho phân cảnh Martha, biểu tượng trong Batman vs Superman nếu có cơ hội được parody trong tương lai gần. Save Martha! Trong tập 6, Homelander chính diễn lại thiết lập kinh điển của những kẻ ái kỷ trên màn ảnh với việc trò chuyện cùng người duy nhất mà bản thân gã có thể tin tưởng, hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương. Phân cảnh này dễ thấy là bồi hồi lại cảm xúc đáng nhớ với Norman Osborn từ Spider-Man của Sam Raimi cách đây 2 thập kỷ và phiên bản parody của Donald Trump. Is to replenish the Social Security nasty Trust Fund. Kind of a nasty question is that. Homelander cuối cùng cũng trung thực thừa nhận khao khát được yêu thương, ngay cả từ những người mà gã coi là thấp kém hơn. Tự nhận mình là ma bồ hay đá cẩm thạch. Pure. Clean. Like marble. Lời này hàm ý ám chỉ đến các vị thần, những thực thể xuất hiện dưới hình hài các bức tượng đá, cũng là vật trang trí yêu thích của Homelander từ những ngày đầu series. Và đó tất cả cho video ngày hôm nay. Trên đây là những suy nghĩ của chúng mình về tập 6 của series The Boys. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Listen C để ủng hộ chúng mình. Và mình là Miên. See you real soon!